bé thì chỉnh một chỗ này, đẩy cái này lên, và to thì đập xuống, cũng là bật cái này lên, bé là cũng là nhỏ đi, còn 2.5 ly thì đẩy lên, 3 ly thì đập xuống. Công an nghe điện máy phát không tắt lên, tắt này đi. Rồi, bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh hàng Nhật Bãi Hùng Vương của bên em. Thì bên em vừa mới thực hiện một cái video test ngắn một chiếc máy phát hàn Suzuki model là SV140, cho dòng hàn ra là 100, mắc của nó là 140A. Đấy, hàn thì em có đốt que 2 ly và que 3 ly. Em đốt hai loại que luôn. 3 ly và 2 ly, 3 ly 2. Hai loại que này. Que nhỏ đây. Đấy thì điều kiện nó không có nên quý khách hàng thông cảm, em test bằng cái dây kẹp bình. Đấy. Suzuki SV140. Dòng này thì cho dòng hàn là 140A, mắc của nó là 140A. Cho ra dòng điện là 3 kVA nha quý khách hàng. Đấy, công suất điện là cho ra 3 kVA. Đây, công tắc tắt mở máy này, le gió này, đèn báo này, đóng mở điện này, hai ổ cắm 15A. Đấy, hai ổ cắm 15A. Đây là chỉnh dòng hàn. Đấy, đấy, chỉnh dòng hàn bên trong này, chỉnh to nhỏ bên trong này. Đây dòng hàn đây, chỉnh núm chỉnh dòng hàn đây quý khách hàng. Đây, mắc của nó 140A nha. Đấy, đây hàn này. Đấy, hai bướm hàn đây. Đấy, Suzuki. Đấy, dòng này thì phù hợp anh em sử dụng công trình công trường thì dễ di chuyển, có luôn điện luôn nha. Điện như dòng này điện 100. Nếu quý khách hàng mà muốn chạy 220 ấy thì sẽ chạy qua một con biến áp nữa. Đấy, con đổi nguồn từ 100 sang 220. Đấy. Công suất dòng điện cho ra là 3 kVA. Đấy. Dòng này thì nó là dòng hàn cơ, nó biến thế hàn đây quý khách. Đây, biến thế hàn bên trong này. V-kép 140 Sawa. Củ này củ Sawa. Đây, thông số kỹ thuật đấy. Đấy, 3 kVA, 140A. Thì chiếc máy hàn này thì em sẽ bàn giao cho một anh khách thợ ở trên Lào Cai. Đấy. Anh khách thợ này anh sẽ mang về để cho anh em thuê chạy công trình công trường. Đấy, máy thì em để nguyên, em không vệ sinh gì. Đấy, chỉ test mới nổ, test hàn thôi, test điện này. Đấy, hàn giao thôi. Rồi, quý khách hàng đang quan tâm đến tất cả các dòng máy như phát hàn, phát điện, máy công trình, máy xây dựng, củ phát điện, động cơ xăng thì xin liên hệ bên em theo số hotline 0966 421 739. Zalo bên em, nhà em giao hàng toàn quốc, nhà em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy công trình, máy xây dựng, máy phát điện, động cơ các loại luôn. Đấy, giao hàng toàn quốc. Nhà em có hai cơ sở, cơ sở nằm ở đường Tân Thới Nhất 01, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở thứ hai nằm ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Bên em giao hàng toàn quốc. Quý khách hàng có thể đến bất kỳ cơ sở nào để đặt cọc và nhận hàng ạ. Đấy. Thì nói với quý khách hàng là tại vì những cái dòng máy như này, nếu mà ví dụ như cùng hai cái model, cùng hai chiếc máy này giống nhau, như có thời điểm thì bên em sẽ nhập, ví dụ như là sắt thép hoặc nó chênh cao, hoặc là tiền vận chuyển nó chênh cao thì nó có thể chênh đến 500.000 một con. Đấy là đều bình thường, hoặc là nó đẹp hơn. Đấy, nó xuất sắc hơn thì giá nó sẽ cao hơn. Cùng một model như giá có thể là chênh nhau 500 đến 1 triệu nha quý khách hàng. Đấy, cũng như động cơ cũng thế thôi. Đấy, động cơ đẹp, động cơ xấu. Đấy, hoặc là thời điểm mà bên em mua được thấp thì giá thấp. Đấy, mua cao thì bên em phải bán cao. Đấy quý khách hàng ạ. Đấy. Còn những cái trừ những cái hàng lỗi, hoặc là những cái hàng mà bên em bán để cho về anh em thợ làm lại thì nó khác nha quý khách hàng. Còn khi mà giao mà test ok đến quý khách hàng ấy thì giá nó sẽ khác nhau. Đấy, có con đẹp, có model đẹp, đời cao thì giá nó sẽ cao. Và bên em nhập được thấp thì bên em sẽ bán ra giá thấp. Đấy, nhập cao thì bên em phải bán cao. Đấy, cùng một model nhưng mà giá nó có thể khác nhau nha. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây.
Quý khách hàng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo cập nhật video để cập nhật những video mới nhất của bên em nha. Đấy, quý khách hàng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo, like và chia sẻ. Đấy, để ủng hộ bên em nha. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo của bên em ạ.